Các anh chị và các bạn ạ, hôm nay em xin trình bày cái kỳ công thứ 7 của Hercules là của thần phục con heo rừng Erymanthus. Đồng thời trong lúc mà trình bày kỳ công á, thì em sẽ liên hệ luôn với cả dấu hiệu thiên bình. Trước hết thì em xin giới thiệu bản thân ạ. Em là Tú Anh, sinh năm 88. Em có cung mọc thiên bình, mặt trời xử nữ và mặt trăng là sư tử ạ. Em tham gia trường MF thì tròn 1 tháng, là từ cái ngày trăng tròn xử nữ đến bây giờ là trăng tròn thiên bình là 1 tháng. Thì những cái cảm những cái bài trình bày kỳ công này của em thì nó sẽ rất là những cái cảm nhận ban đầu thô sơ của em, tại vì em cũng rất là mới ấy. Em cũng rất là cố gắng để có thể trình bày rõ nhất cái hiểu biết của mình sau khi mà nghiên cứu cái kỳ công này. Em xin giới thiệu cái cấu trúc bài trình bày của em. Đầu tiên là sẽ có tóm tắt kỳ công thứ 7 của Hercules. Đồng thời trong lúc mà trình bày cái kỳ công ấy, em sẽ giải thích luôn ý nghĩa các biểu tượng trong kỳ công đó. Và em có xen kẽ liên hệ lý thuyết, tức là liên hệ các đặc điểm của dấu hiệu thiên bình mà thể hiện ở trong cái kỳ công này, và liên hệ luôn với bản thân mình là cung mọc thiên bình ạ. Em xin tóm lược với các cái phân cảnh trong câu chuyện kỳ công thứ 7 của Hercules. Là đầu tiên là Hercules sẽ đối diện với đấng chủ tọa, sau đó là chàng chấp nhận cái thử thách kép và đi lên đường để thực hiện kỳ công. Trên đường đi thì chàng gặp với người bạn của mình là Pholos và Cheiron. Sau đấy thì lại nổ ra một cái cuộc chiến với các nhân mã, chàng trở thành sứ giả của cái chết. Và sau cái sự kiện đấy thì chàng lại bắt đầu cái cuộc hành trình của mình, bắt đầu lại để thực hiện cái kỳ công đó. Thì chàng đã thực hiện, đã bẫy được con heo rừng, thuần phục được con heo và học được bài học của sự quân bình, đó là bài học của thiên bình ạ. Em xin bắt đầu câu chuyện. Đầu tiên thì Hercules đối diện với đấng chủ tọa. Đấng chủ tọa đã nghĩ là một kỳ công khác phải được thực hiện, y cần sự cân bằng, phán quyết sâu sắc và chuẩn bị cho một thử thách lớn và công việc phụng sự nhân loại trong tương lai. Vì thế hãy bảo y chuẩn bị cẩn thận. Ở đây thì ý nghĩa biểu tượng ở đây em hiểu là Hercules cần phải thoát khỏi sự chông chênh của cái cân trong thiên bình, không nghiêng ngả hết bên này sang bên kia nữa, mà cái sự cân bằng là điều cần phải được thiết lập. Nhưng mà để đạt được cái sự cân bằng đấy thì chàng cần phải chui rèn cái phán quyết sâu sắc về con đường mà mình cần phải đi, và chàng cũng cần phải trải qua những cái thử thách to lớn và cần chuẩn bị rất là cẩn thận. Và đồng thời thì vị thầy cũng lưu ý Hercules là: này con, hãy ra đi và bắt con lợn rừng hoang dã để cứu vùng quê bị tàn phá. Thế nhưng hãy dành thời gian để ăn. Ở đây thì hình ảnh con lợn rừng nó là biểu tượng của cái sự vô minh, của bóng tối, của cái phàm ngã, thấp kém và ích kỷ. Chính cái sự vô minh đó đã tàn phá chính con người của chàng, cũng như tàn phá những người xung quanh và rộng lớn hơn đó, là ảnh hưởng tới xã hội và góp phần kìm hãm cái sự phát triển của nhân loại. Điều này thể hiện ở cái biểu tượng là vùng quê bị tàn phá. Tuy nhiên mà vị thầy cũng nhắc nhở Hercules là khi mà ra đi ấy, thì cần phải nhớ là dành thời gian để ăn. Ở đây ý nghĩa biểu tượng này là dù khi mà chàng có quyết tâm ra đi tìm sự thật thì cũng không nên lệch cái cán cân của mình về phía nào cả. Dù cái việc đó là để phục vụ mục đích cao cả ấy, thì vẫn cần phải có sự chăm sóc nhất định cho bản thân, là cho cái phàm ngã, bởi vì đó chính là cái công cụ đắc lực cho quá trình mà con người thực hiện nhiệm vụ. Do đó mà vị thầy đã căn dặn Hercules rất là cẩn thận là cần phải dành thời gian để ăn. Đó là cách mà thiên bình cần để giữ được cái cán cân thăng bằng, tiến tới với con đường trung đạo ạ. Em liên hệ cái đặc điểm thiên bình ở cái phân cảnh này thì biểu tượng của thiên bình nó là cái cân. Khi mà người thiên bình nhận thấy hay là mường tượng rằng cái cân nghiêng về phía một bên, họ sẽ hành động. Họ có xu hướng, có một ý thức mạnh mẽ về công lý. Sự do dự có thể là một vấn đề đối với người thiên bình. Đây là kết quả của cái sự kết hợp của cái cân và yếu tố hành khí của thiên bình. Khuynh hướng của thiên bình thì thường là cân bằng và cân nhắc các giá trị, đạt được sự cân bằng đúng đắn giữa các cặp đối lập hoặc là các lực lượng đối lập. Ở đây thiên bình cần phải học với bài học, đó là cần phải kiên quyết, dứt khoát và không nhạy cảm với các ảnh hưởng của người khác. Về cái việc liên hệ với bản thân ở đoạn này á, thì bản thân em trước khi mà biết đến cái con đường tâm linh, con đường đạo ấy, thì em là cũng rất là chông chênh. Mặc dù là một thiên bình, bản thân trong cái trong mình ấy, luôn luôn hướng mình là cần phải cân nhắc mọi thứ, hay là cuộc sống của mình cần phải cân bằng.
Nhưng mà bản chất ấy, thì nó luôn luôn nghiêng về phía một phía nào đó. Ở cái thời điểm trước đây ấy, nó đang nghiêng về cái cuộc sống phàm ngã ấy. Ví dụ như là nói chung là không có, luôn luôn có cái sự do dự khi không đưa ra được quyết định, mà khi mà có quyết định gì liên quan đến việc học cái gì này, làm việc gì này, rồi mối quan hệ, thiết lập mối quan hệ với ai ấy, thì luôn luôn là trong trạng thái thực hiện nó rất là thờ ơ, hời hợt và không cẩn thận, tức là mình không có chủ động chọn lựa chọn vì dựa trên cái phán quyết sâu sắc của mình, mà mình cứ rất là thụ động và chờ cái sự việc nó đến và mình làm thôi. Thành ra là những cái hệ quả là nó sẽ không tốt và mang lại nhiều bài học rất là lớn chính vì cái sự thiếu cẩn thận và thiếu cái sự phán quyết sâu sắc ấy, và dường như là cũng không vượt qua được các cái thử thách đấy. Điều đó em cảm nhận là nó sẽ làm chậm cái quá trình mà trở thành cái con người chí nguyện của em. Và lúc mà em nhận ra được con đường mình cần phải đi thì em mới đặt câu hỏi là vậy bây giờ mình phải cân bằng cái cuộc sống vật chất và cái đời sống tinh thần của mình như thế nào. À, thời điểm mà em bắt đầu manh nha tìm từ con đường tinh thần đó, khi mà mình bắt đầu gặp những thất bại lớn trong cuộc đời ấy, thì bắt đầu tìm đến cái con đường tâm linh để xoa dịu cái nỗi đau đấy thôi. Nhưng mà vẫn thường là vẫn chìm đắm trong cái cảm xúc tiêu cực, hoặc là thi thoảng thì khi đọc sách hoặc là nghiên cứu thì có thể được thắp sáng đôi đôi chút, nhưng mà sau đó vẫn không thể thoát được cái hoàn cảnh hiện tại, là để có thể nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn và cân bằng cuộc sống hơn á. Lúc thời điểm đấy thì lúc nào cũng sống chìm đắm trong cái sự vô minh, hoặc là để cho phàm ngã tàn phá tinh thần của mình và ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Phải nói là đối với em á, để mà nhận ra được cái nhiệm vụ linh hồn của mình, cái sự cân bằng giữa đời sống phàm ngã và linh hồn á, thì cái nhiệm vụ đấy nó thật sự rất là khó khăn. Một mặt là em không biết là mình phải tìm cái con heo rừng đấy để thuần phục nó. Mặt khác em cũng không biết cách chăm sóc cái bản thân mình, cái phàm ngã, cuộc sống phàm ngã của mình, tức là phải dành thời gian để ăn ấy, như cái hình tượng trong trong câu chuyện. Tiếp theo thì phân cảnh tiếp theo là Hercules đã đối diện với cái thử thách kép. Mãnh lực của cung hoàng đạo thứ bảy chảy xuyên qua chàng. Chàng không biết rằng chàng phải đối mặt với một thử thách kép, sự thử thách về tình bạn hiếm hoi và của lòng dũng cảm vô ý. Và thần Apollo đã ban cho chàng một cây cung mới để sử dụng, nhưng mà chàng từ chối. Chàng nói là ta sẽ không mang cây cung đi bởi vì ta phải diệt trừ nỗi sợ hãi. Ở cái kỳ công vừa qua, trên bờ của bãi biển lớn, ta đã giết chóc. Kỳ này ta sẽ không giết gì cả, ta sẽ để cây cung lại. Cho nên là chàng đã chỉ mang cái cây gậy đáng tin cậy của chàng để lên đường thôi. Thì ở đây em xin giải thích cái ý nghĩa biểu tượng, đó là thử thách về tình bạn hiếm hoi ấy. Tình bạn hiếm hoi nó là thể hiện các mối quan hệ đứng đắn mà một thiên bình cần được nhận biết và duy trì. Lòng dũng cảm vô ý, cái thử thách thứ hai trong cái thử thách kép, thì thể hiện qua cái việc là Hercules không mang cái cây cung mới để ban đi, mà chàng chỉ mang cái cây gậy đáng tin cậy của mình thôi, vì chàng muốn diệt trừ cái nỗi sợ hãi trong mình. Chàng biết là mình sắp trải qua một thử thách rất là khó khăn, rất là ghê rợn, rồi leo núi cao nguy hiểm để tìm con lợn rừng, nhưng mà chàng chỉ mang mỗi cây gậy. Ở đây thì cây gậy em hiểu là nó là biểu tượng của sự phán xét nữa, có nghĩa là cái sự công bằng trong thiên bình, cũng như là cái điểm cân bằng mà một thiên bình cần phải đạt tới. Có nghĩa là cây gậy nó giúp cho chàng bảo vệ cái phàm ngã của mình, cái bản thân mình, cơ thể của mình, nhưng mà cũng không gây tổn hại cho người khác như là cây cung. Thiên bình nó là dấu hiệu của cái sự cân bằng, vẻ đẹp và mối quan hệ. Sau đó là cách hoạt động của người thiên bình là duy trì cái sự hài hòa trong mối quan hệ họ với người khác. Để duy trì cái mối quan hệ đúng đắn đó thì là một cái nhiệm vụ thử thách rất là lớn của thiên bình. Nguyên lý bẩm sinh tìm kiếm biểu hiện là mối quan hệ đúng đắn giữa con người. Điều này thể hiện qua cái mối quan hệ mà người thiên bình tìm kiếm với người khác. Cách hoạt động của người thiên bình thì là duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ của họ với người khác. Sau đó cái quan hệ đúng đắn này nó cũng là một nhiệm vụ của thiên bình. Đó là liên hệ với dấu hiệu thiên bình ở cái cảnh này. Thì đối với bản thân em thì cái việc mà duy trì cái thử thách về cái tình bạn hiếm hoi ấy, là các mối quan hệ đúng đắn ấy, nó thể hiện rất rõ ở em là ở cung Mộc thiên bình ấy, là em luôn luôn tìm cách tìm những cái mối quan hệ mà nó đúng đắn, nó hài hòa, hoặc là với người khác, đặc biệt là những mối quan hệ đời sống tình cảm các thứ một một á, thì luôn luôn cố gắng có thể là tốt nhất, minh bạch nhất. Ví dụ như trong những mối quan hệ cũ mà mình có những cái thử thách hoặc những khó khăn hoặc là đổ vỡ, thì khi mà chưa có đường đường chính chính đường ai nấy đi, thì luôn luôn mình giữ cái phẩm phẩm chất của mình ấy. Còn cái đối phương của mình, người ta có thể là ở đi mở rộng mối quan hệ người này người kia, nhưng mình thì không như thế. Nên lúc đấy mình phán xét về người đó là
người ta như thế là không được, như thế là không không đúng đắn, không có mối quan hệ đúng đắn trong mối quan hệ của hai người ấy. Thì em cảm thấy đấy cũng là một nhiệm vụ như của thiên mình, có nghĩa là mình tìm được cái trung hòa, được cái hai quan điểm của hai bên ấy, để tìm được cái cân bằng ở giữa mà vượt lên trên đúng sai mà không có cái sự phán xét ấy. Thì đấy là liên hệ bản thân của em trong cái đoạn này. Tiếp theo thì cuối cùng thì Hercules cũng lên đường để thực hiện cái thử thách, đó là tìm con heo rừng. Trên đường đi á, thì chàng gặp gỡ cái công nhân người bạn nhân mã của chàng là Pholos, và cái người bạn nhân mã này thì mang ra một cái thùng rượu vang để mời chàng, mà cái thùng rượu này không phải của ai hết mà là tài sản chung của nhóm nhân mã, nhưng mà hai người là mở thùng rượu mà không có mặt những người anh em của mình, và còn gọi cả Cherion để là một nhân mã khác nữa để cùng nhậu nhẹt say sưa. Ở đây ấy, cái hình ảnh thùng rượu vang này này là tài sản chung, thì theo em hiểu nó là giống như là cái tài nguyên chung của thế giới ấy, nhưng mà bị một số nhóm người hoặc một số người chiếm đoạt làm của riêng. Và chính cái hình ảnh này, cái thùng rượu vang này, nó có thể là nguyên nhân để gây ra cái sự đấu tranh, cái chiến tranh và giết chóc và gây tổn hại cho nhau. Cái việc nhậu nhẹt say sưa ở đây ấy, là thể hiện cái điểm yếu của thiên bình, đó là cái sự thiếu quyết đoán, ưa thích tiện nghi, ham muốn vật chất và sự vui vẻ thoải mái. Những điều này cũng có thể là do ảnh hưởng của cái chủ tinh ngoại môn là sao Kim của thiên bình, mà cái vòng xoáy chôn ốc là thì pháp ấy cũng là ưa thích tiện nghi, thích được sung sướng. Ở đây em xin liên hệ với thiên bình, khuynh hướng của thiên bình đó là khi mà thích cái sự hấp dẫn, khẩu vị tốt đối với thức ăn, quần áo và sự tiện nghi, làm hài lòng phụ thuộc nhu cầu riêng của họ và đối tác, và có khuynh hướng theo những người khác và bị người khác tác động. Bài học mà thiên bình cần học ở đây ấy, là cần phải tận dụng các cơ hội được cung cấp và không lãng phí cuộc sống của họ trong sự tự nuông chiều và vui sướng. Em xin trích dẫn thêm cái lời bình đẳng của thầy Michel. Tất nhiên đây là dấu hiệu lớn của sự quyết định, và ngay cả đối với những người mà chỉ mới bắt đầu sự tiến hóa của họ như một con người, nó liên tục đưa ra lời kêu gọi quan trọng: hãy để sự lựa chọn được quyết định. Đây là cái câu chủ chủ âm linh hồn của chủ âm phàm ngã của thiên bình. Và tùy theo sự lựa chọn của chúng ta mà chúng ta đối diện với karma nào đó, và như vậy nó sẽ quyết định tốc độ sự phát triển của chúng ta. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem tiếp là cái sự lựa chọn của Hercules đã đưa ra cái karma nào đối với chàng. Sau khi mà Hercules, Pholos và Cherion nhậu nhẹt ầm ĩ thì các nhân mã từ xa nghe thấy, trong cơn giận dữ thì họ đã chạy đến, và một trận chiến khốc liệt sau đó đã diễn ra. Và Hercules, người con của Thượng Đế, trở lại lại trở thành sứ giả của sự chết chóc và giết chết những người bạn của mình, đó là giết chết Pholos và Cherion. Ở đây ấy, thì nhân mã Pholos là đại diện cho sức mạnh thể xác, và Cherion là đại diện cho tư tưởng tốt, đều bị cái tham lam của phàm ngã giết chết trong cuộc đấu tranh nội tâm của mỗi người. Thì đó là cái ý nghĩa biểu tượng em hiểu được trong cái hình ảnh này. Thì em xin liên hệ với bản thân là cuộc sống trước kia của em thì nó cũng hướng ra bên ngoài, hướng ra bên ngoài cuộc sống phàm ngã rất là nhiều, thường là thích ra ngoài, thích tham gia các hội nhóm bạn bè đi chơi, và mục đích của cuộc sống thì nó rất là không rõ ràng. Em thấy hình ảnh quá khứ của mình hiện lên rất là rõ ở cái phân cảnh này, có nghĩa là cảm giác như là một linh hồn sau khi nhập thế, linh hồn của em ấy, thì quên mất nhiệm vụ của mình mà cứ bị cuốn theo những cái hành động vô thức và không có ý thức về mục đích của mình. Có những cái thời điểm mà em đã cảm thấy là em đã gây ảnh hưởng, giết chết cả người bạn Phonốt, tức là cái những cái thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của mình, và giết chết cả Cherion là đại diện cho những cái tư tưởng tốt đẹp ấy, mà mình cứ theo những mối quan hệ hời hợt, không chọn lọc, ích kỷ này, mà không có cái thời gian để trau dồi cái những cái lý tưởng tốt đẹp cho cuộc đời mình. Có thể đó là cái bóng tối linh hồn của thiên bình. Tiếp theo thì chàng đã bắt đầu lại cuộc hành trình của mình. Chàng trốn thoát lên lần nữa vào núi cao, và một lần nữa bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Thì cái việc mà bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình ấy, sau nỗi đau giết bạn, thì Hercules đã bừng tỉnh và nhớ lại cái nhiệm vụ của mình. Ở đây thì chàng đã phần nào thể hiện được cái câu chủ âm linh hồn của mình, đó là tôi chọn con đường giữa hai lịch tuyến lớn. Đó là chàng đã quyết tâm đi tìm con đường trung đạo đấy. Liên hệ với bản thân ở đây thì em cũng như Hercules cũng đã trải qua những thất bại lớn trong cuộc sống, thì lúc đấy mới thực sự nhận ra là
à mình cần phải làm gì, cần phải đi đến một con đường nó cân bằng hơn, chứ không phải chỉ lao theo những cái mà nó vô thường, nó chỉ liên quan đến cuộc sống sàm ngã bình thường thôi, mà cần phải đi trên con đường tinh thần nữa thì nó mới cân bằng được. Và cuối cùng là chàng đã đi đến tận cùng ranh giới của tuyết trắng để theo dấu con lợn rừng hung dữ. Chàng đã theo dấu nó lên tới đỉnh núi cao lạnh buốt, nhưng chàng vẫn không thấy nó. Thì ở đây tận cùng ranh giới của tuyết trắng ấy, nó ý nghĩa biểu tượng của nó là đỉnh núi là cái nơi mà chàng đã rất khó khăn để leo lên. Cũng đây cũng chính là nơi mà cái sự giác ngộ sẽ diễn ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Đối với một người chí nguyện lúc nào cũng phải trải qua rất là nhiều khó khăn thì và cần cái sự kiên trì nhẫn nại thì mới có thể tới được cái đỉnh đó để sau này mà có được cái sự mặc khải. Một phân cảnh tiếp theo thì Hercules đã suy nghĩ về công việc của mình và tìm trong chính mình cái kỹ năng tinh tế, và cuối cùng chàng đã nghĩ ra một cái cách rất là hay là chàng đã làm một cái bẫy để và nằm chờ con lợn rừng, và cuối cùng thì con lợn nó cũng xuất hiện sau trong một cơn đói ấy, nó xuất hiện và sập cái bẫy của Hercules, và chàng đã giải thoát con thú ra khỏi bẫy để biến nó trở thành tù nhân của mình. Ở đây cái kỹ năng tinh tế và sự khéo léo để làm được ra cái bẫy này ấy, nó là biểu tượng của cái sự phát triển linh hồn của Hercules ở thời điểm này, có nghĩa là chàng đã chọn con đường đạo thì cái cuộc sống của chàng bắt đầu được soi rọi bởi ảnh hưởng của sao Thiên Vương tinh Uranus là chủ tinh nội môn của thiên bình, với các từ khóa như là độc đáo này, khéo léo, sáng tạo, sâu sắc, trực giác và không thể đoán được. Sao Thiên Vương tinh thì mang cái ý chí riêng biệt độc nhất và cái thể hiện cái ý chí đó bằng cách để lại cái dấu ấn trên thế giới, gây ấn tượng và thay đổi môi trường một người. Liên hệ với bản thân thì ở đoạn này nữa là chàng giải thoát con thú khỏi bẫy, biến nó trở thành tù nhân của mình. Thì ở đây á, cái việc mà chàng không còn giết con heo rừng nữa mà chàng giải thoát nó và thuần phục nó, thì Hercules đã thể hiện cái phẩm tính cao hơn của sao Kim so với trước đây, đó là cái ham muốn trước đây ở trên phòng trần ốc cao hơn, nó đã trở thành cái tình thương và sự tinh tế. Sự tinh tế đòi hỏi trí óc, sao Kim gắn liền với khía cạnh đó của cái trí đánh giá và tìm kiếm thấy ý nghĩa không phân tích qua hoàn toàn khách quan. Thì ở đây cuối cùng chàng đã nhận ra là phàm ngã không phải kẻ thù mà là công cụ hữu ích cho linh hồn được mở lộ, cho nên chàng đã quyết định là thuần phục con heo rừng đó. Liên hệ với bản thân thì em cũng đang cảm thấy là mình đang trên con đường thuần phục cái phàm ngã của mình, có thể là nó chưa được thành công nhưng mà nó cũng là một cuộc cách mạng tinh thần vô cùng lớn lao với em, nghĩa là ví dụ như là quyết định tham gia học tập ở trường MS và học tập với mọi người á một cách tự nhiên thì những cái thú vui trước đây của phàm ngã nó không còn nhiều nữa, nó không còn hấp dẫn với mình nữa, mà giờ cái niềm vui của em là được nghiên cứu, được học tập, được tham thiền, được tham gia các hoạt động đội nhóm cùng của trường á, cùng với các nhóm khác. Thì mặc dù kết quả mang lại nó là những cái thay đổi nó rất là nhỏ hàng ngày một tí một thôi, nhưng mà nhìn chung thì cái việc mà nhìn ra được con đường mình cần phải đi trước mắt là em đã cảm thấy rất là vui. Cuối cùng chàng đã thuần phục được con lợn rừng, từ trên đỉnh núi cao tuyết phủ Hercules đi xuống vui mừng trên đường đi, điều khiển con lợn rừng hung dữ nhưng đã được thuần hóa đi trước. Chàng giữ nó bằng hai chân sau của nó, điều khiển nó đi trước chàng xuống núi. Mọi người ở trên núi đều cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thì cái việc mà ý nghĩa biểu tượng ở đây ấy, cái sự vui vẻ vừa cười vừa hát của Hercules ấy, là thể hiện cái sự thay đổi sau khi giác ngộ. Niềm hạnh phúc đó đã thay thế cái sự nóng giận, cái sự chỉ trích và gây tổn hại cho người khác như trước đây với cuộc chiến trong nhân mã. Chàng đã hợp nhất được các thể thấp của mình, không còn chìm đắm trong những cái cảm xúc tiêu cực nữa. Ý thức phụng sự bắt đầu phát sinh, và sau khi mà chàng đã cân bằng được các cặp đối nghịch bằng tâm trí đúng đắn của mình, thì liên hệ với bản thân ở đây là đó cũng giống như là cái cuộc cách mạng tinh thần trong cuộc sống của em, sau khi mà bắt đầu bước đi trên con đường tâm linh, tìm hiểu những cái kiến thức nội môn ấy, thì cuộc sống của em có thể cũng bước sang một cái trang mới. Nó là cái sự thay đổi dần dần từ chút một mỗi ngày, cho nên là em đón nhận mọi thứ, kể cả những cái nghịch cảnh hay là niềm vui sướng, với cái tâm thế luôn luôn đón nhận vui vẻ và cân bằng hơn trước đây. Và cuối cùng Hercules trở về và chàng đấng chủ tọa đã cho rằng chàng đã học được cái bài học của sự quân bình, và vị vấn sư cũng nhận xét rằng kỳ công thứ bảy của chàng đã được hoàn thành.
Này con, hãy suy ngẫm về bài học của quá khứ, suy nghĩ về các thử thách. Con đã 2 lần giết những người mà có lẽ con yêu mến. Hãy học hỏi tại sao thế. Và trên cái slide của em, slide cuối cùng này, có hình ảnh cái cân. Một bên là cái sợi lông vũ và một bên là nhảy trái tim. Thì nó là hình ảnh rất là hay ở trong biểu tượng thiên bình á, thì em có vẽ lại ở đây. Và em xin trích dẫn cái lời định giảng của thầy Michel: nếu trái tim của bạn nặng hơn chiếc lông vũ, con cá sấu của sự tái sinh sẽ nuốt trái tim. Nhưng rồi ngày sẽ đến khi cuối cùng hình ảnh trung tâm của sự cân bằng hoàn hảo giữa trái tim và chiếc lông vũ sẽ diễn ra cho tất cả chúng ta. Nghiệp quả đã được giải phóng và con người được tự do, biến họ thành thái dương thiên thần của riêng họ. Em xin kết thúc bài trình bày của em ở đây ạ. Em xin cảm ơn thầy cô và mọi người đã lắng nghe, và em xin nhận xét đánh hội. Em cảm ơn ạ. Vâng ạ, cảm ơn bạn Tú Anh rất nhiều. Minh